buôn chấm nói con ông Santrakatha sống can robot Luke Zelensky con ông cách bồi chấm crom gì bầm pì protein tập đại Ukraine Volodymyr Zelensky ban trai Santrakatha nơi con ông cách bồi chấm crom gì bầm pì nơi lại ti con Hiroshima protein Japan lúc ban chụp chỉ môi nông mê được nông cầm pù bị phập lố hay nơi ti nú cứ kia nị dây ông pì Ukraine thật nơi con ông cầm lăng xăm kí phep chỉ môi nông crom nẹt control an trạ chiết Santrakatha sống tại ca đăng quân chung thả được nôm tiếng đủ chấm pù ca con tro cách khẩn cầm bằng prang sừng kìm robot con kêu bồi chăng nông Rusi Zelensky ban ở quân chia bát thom chung tập cam protein tập đại sao rồi Joe Biden đòi bắt đầu nơi kết tình niệm sẽ có chung từ căn giả rốt ẩm rích nông niệm chia nẹ rẽ xa xong từ sốc bị phục lộ. Thái nước nông cầm lông bác xa nà bát chi bàm pí đài ruông miên ôi krai chi bác xe nước nông chăm đi. Zelensky bàn ọc quân chung phu lô nì dô rộp bồn trái ông Klee Rizzi Zuna hạt tì ca bà đây à lòng ổ lao xô nì dô rộp bồn trái Italy chi chia Meloni nâng nì dô rộp bồn trái Japan Fumio Kishide phong đài. Lúc Zelensky bàm prap mê đực nôm nì nì nơi Japan nụ tháng, kà nà kàn tế dương thua kà ruông chì mùi nâng khní. Nụ kàn tế miên mà nụ tịch tụi nà nực nông bì phốp lục nì nâng đa tử tam plấy lì lìa rò bò rù xì. Nực nông xanh trà gà thà đò xong khăn nụ, tìa kà đây đi kà rò bò xa bò rì miên nhu spik bàn srong, mực xài nơi chùm nực xong khăn chùm nuôn buồn. Đà ruông miên tìm mùi cư Lúc Zelensky bằng hai nhóm pi ăn ở phía nơi bà bọn kà phía đài nạc kà Patriot đòi chặt tục thá ní kì chìa smart day bì chìa thập tay đòi miên smart phía mùi. Lúc bà ní dây thá ở rịa bì chìa tràn chân nam dương bàn khơi thà ở rùi xì bàn bà kà vi bà hát tì căn bàn đà bà tê đợt tầy đòi ông bơ ní toàn đà phía bàn kà miên làng. Bụ kê bàn bà nơi mì xin là bươn lươn trên xâm lệnh đài tài anh tài ní dây à ăn thá kì miên nà ách bình chọc bàn. Còn bàn tài nơi thằng ngày ông kia dù thiêu ôi krai trên xe đầy đi cao ở đường thá cư miên cao bánh thẻ nơi mì xin là bươn lươn trên xâm lệnh mà khiến xô nụ chùm nuôn đó tờ bà mùi cường. Còn mùi xú bàn ní dây thá vía cư kì miên xa mà tập hiếp nơi khăn ngà sẽ đạp bàn nụ tì. Còn xuống kà phía chiếc bà xí có mần bàn bà đại sát lờ rương nị đài. Còn bàn tài bụ kê có bàn lực lãng vinh thá bụ kê bàn bà nơi mì xí khinh xô ní nơi khăn ngà bàm phai nơi bà bòn mì xí lập bà chăng nên dưỡng hoa chấm bán đã bà lật lăng đòi xã rõ đầm rích chấm nuôi một căn Ukraine cư Patriot. Còn kêu bàn nị dây nơi đàm khai nít thà bà bòn mùi ní cư bàn bàn thả lẻ nơi khinh xô nơi lơ tật đấy nơi Ukraine. Bà bòn Patriot trở ban mình trai chùm niên giá rõ đầm rích chùm đôn bí rút bàm prap tư can tìm nghe xa bởi mình rõi tờ ở đằng thác vì miên xa mặt tập hiếp nơi khôn ca bòm plan ca vi bà hà nì nìa rõ bò rù xì hai Ukraine prap tài Patriot chùm đôn bí tài bà nọ bà dương tờ tam sẽ kà đầy thay lãng xa electronic bí kà rìa lấy bà thị nìa tập đầy giá rõ đầm rích cứ mê đực nôm Ukraine mà lực lãng thác rù xì miên ca phây khai lơ rừng nì nông cân nặng đại cần long mốc bộ kế trong ở dương phơi khay lơ từ sau đây robot kế nực nông ca prapram missile là bươn lươn trên sầm lệnh ta với group giáng vì hu hới Patriot nực nông đại robot giả rodam brick ban bằng hang thà tàu prichi thập tay miền sa mạc tập hiệp cầm rệt nè Zelensky ban như vậy bằng to tiệt thá chấm nuôn đây propon cà pê đại nè cả Ukraine phần tàu bắt cá việc bắt chim miền sa rạ sầm khăn nè hay bộ kế cà pê ở dụ chi vật thì con robot dương hay dạng đối cho nó việc bằng cá nơi mẹ vì hao xong để sốc sẽ có mũi đam bay bởi chiếc tập tài. Trong nói xong khăn tí bí đã như sử dụng bàn sẵn một sắp xài nụ cư tiện tông cho mũi đang cổ mà hòn rãi nụ kê ea. Đại nâng phòm nôm từ tạm cho từ huynh. Lúc bàn thay nụ nông cách bởi chôm nụ đòi dùng từ lớp bởi tử ca của bông tử ca miền lãng đòi cả lòng bọt bỏ công tòa bởi xí nơi ai rung chạy thăm ở phố nụ kê ea sở bởi xí á nơi đòn bón phía khăn tử bông bởi tử. Lúc chồng ổn bằng hai nhóm phía sạc đàn nụ bốn này cổ màn rái ai cán miền láng nơi à kia nì ní đại sát thân nè kháu cả căn cáp rồi bỏ rủ xí nè khăn ông bê nì. Tại Zelensky bàn dây thà bảo dân chí bà tất cả việc bàn cán miền láng chìa màn rái nơi ai rung chạy thăm bốn đôi kê ế đại căn cáp đôi rủ xí nụ. Cho bà nà vì chú giả kèm viên nâng rích ở rìa đá đo tới căn tật đây rủ xí từ tam khá xoal tiệt phòng. Công tập rủ xí bàn căn cáp nở rung chạy thảm phôn được lấy án ít tăng tay bì bần màn thang ngay đồng bóng để bộ kê châu lục lưới lươi thực đầy Ukraine mực mẹ. Bà tù bày chìa nơi khăn ngôn khả nạn ít cả đói cái đấy cứ tha bộ cử lực rung chạy nì sợ xăng tài chìa chôn chết Ukraine nơi lại. Đồng bọn này vì chất nâng đồng bọn phía khẳng thủ bông này đàn đấy cuộc rộng bọn Ukraine hay nâng khăn khai mình nha chân nằm phía bọn một phây phí vì bàn khai từ chiếc đồng bọn đã bọn thả bắt cá vì sao nâng cao vì bà hát đòi bà đáp ở vốt rùi tờ hai tiếp hồng. Lúc Zelensky bàn này dây nâng khăn phê cho mỗi khi nít thả bà dân chí miên cả rần này nạp tù cả láng vì mình mẹ chế ca bình chọp Ukraine tầm mỗi nụ tế vì kì chế ca bình chọp ở rộp vì kì chế ca bình plek bình plan ở rộp tầm đòn nơi thứ ngay à tất tiếp nè nghĩa tham ở Polatomic on trả chiết đại chi ông ca khloam mơ nơi kể ea rồi bỏ ông ca dạo với chi chiết ban bị bỏ rồi nế tha sát thân ở phía dù thiên nơi đồng bọn nít can tài ca anh lãng hầy
ប្រមុខរបស់អង្គការនេះលោករ៉ាហ្វាអែលម៉ារីយ៉ាណូក្រូស៊ីបានចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពនៃអគារនេះថាមិនមានស្ថិរភាពនោះទេលោកថានិយាយដោយសម្ងាត់ទៅគឺមន្ត្រីមានការបាញ់អ្វីនៅអគារហើយមន្ត្រីប្រើប្រាស់អគារជាមូលដ្ឋានយោធានោះទេ ចំណុចសំខាន់ទី3នៃប្រសាសន៍របស់លោកសាឡែនស្គីនៅជីប្រាំពីរគឺទាក់ទងជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៃយន្តហោះចម្បាំងលោកសាឡែនស្គីបានគូបញ្ជាក់អំពីការអំពាវនាវរបស់អ៊ុយក្រែននៅការទទួលបាននៅយន្តហោះទំនើបៗរបស់លោកខាងលិចដោយនិយាយថាការការពារអ៊ុយក្រែនគឺអាចបំពេញបានជាមួយនឹងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសមូលដ្ឋាននៃដីព្រមទាំង ជាមួយនឹងយន្តហោះទំនើបៗនៅលើដែនអាកាសលោកបានបញ្ជាក់ថាយើងគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវនៅក្នុងការបង្រួមនៅគម្លាតសមត្ថភាពហើយ ដូចជាF16ដែលជាយន្តហោះល្បឿនលឿនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មាននៅឡើយនៅបណ្ដាប្រទេសជាតិណាដែលសន្យានៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់អ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងយន្តហោះដែលពួកគេអំពាវនាវចង់បាននោះតែថ្លៃនៅឯប្រទេសជប៉ុននោះ ប្រធានាធិបតីโจไบเดนបានប្រាប់ទៅកាន់មេដឹកនាំដទៃទៀតឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាថ្មីមួយជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើងនៅក្នុងការបណ្ដោះបណ្ដាអ្នកបើកយន្តហោះអ៊ុយក្រែនទៅលើការបើកបរយន្តហោះចម្បាំងចំនួនទី4ដែលតួយ៉ាងគឺF16នៅក្នុងសន្ទរកថាសង្ខេបមុនកិច្ចប្រជុំទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកជែកស៊ូលីវ៉ានបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសៅរ៍ដែលថាសហរដ្
ដែលបានបញ្ជូនទៅកាន់អ៊ុយក្រែនហើយនៅណានឹងជាអ្នកបញ្ជូនវាហើយបញ្ជូនប៉ុន្មានគ្រឿង Zelensky ក៏បង្ហើបឲ្យដឹងអំពីផែនការទទួលបានយន្តហោះ F-16 នេះផងដែរដោយលើកឡើងថានៅពេលណាដែលអ្នកបើកយន្តហោះរបស់យើងដឹងអំពី F-16 ហើយនៅពេលណាដែលយន្តហោះ F-16 បង្ហាញខ្លួននៅលើអាកាសវាមិនមែនត្រឹមតែជារឿងរ៉ាវរបស់អ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះទេនោះវានឹងជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅក្នុងការស្ថាបនាសន្តិសុខទាំងមូលនៃអឺរ៉ុបនិងពិភពលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់រុស្ស៊ី Alexander Krusko បានប្រាប់ទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋថាឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍ថា បណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបគឺកំពុងតែរត់ទៅរកហានិភ័យដ៏ធំមហិមាហើយថាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់រុស្ស៊ីនឹងចាប់ឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការបណ្ដោះបណ្ដាលនិងចែកចាយ F-16 ជូនទៅកាន់អ៊ុយក្រែននេះសន្តរកថាដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ចុងក្រោយរបស់លោក Zelensky នៅ G7 គឺតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនៅបាតមុខលោក Zelensky បានសារភាពថាបច្ចុប្បន្ននេះនៅឯបាតមុខគឺគ្មានសល់អ្វីនោះទេ កងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីបំផ្លាញអ្វីគ្រប់យ៉ាងហើយបាតមុខគឺជាបេះដូងមួយរបស់យើង Zelensky បានឆ្លើយតបចំពោះសំណួរអំពីថាតើបាតមុខនៅពេលនេះស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់អ៊ុយក្រែនដែរឬទេលោកបានតបទៅវិញថា គ្មានលាយអាគីមានតែភាពកំសត់និងសោកនាដកម្មយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីសន្ត្រកថារបស់លោកក៏កើតមានក្នុងពេលដែលមានភាពច្របូកច្របល់នៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដែលរបាយការណ៍ខ្លះលើកឡើងថាបាត់មុខនៅក្នុងពេលនេះកំពុងធ្លាក់ដល់ដៃកងទ័ពរុស្ស៊ីក្នុងខណៈដែលកងទ័ពទាហានស៊ីឈ្នួលរុស្ស៊ីត្រូវចាក់ចេញហើយប្រគល់បាត់មុខជូនពេញលិញទៅកាន់កងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីហើយខ្លះទៀតលើកឡើងថាអ៊ុយក្រែននៅតែរក្សាជំហររបស់ពួកគេបាននៅ
ប្រយុទ្ធនៅទីក្រុងបាត់មុខនៅតែបន្តហើយក្នុងគណៈនេះផងដែរលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែនហាណាម៉ាលីយ៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាភាពទៅមុខនៃការដែលកងទ័ពរបស់យើងនៅឯតំបន់ជីក្រុង ប្រយុទ្ធនៅតែបន្តហើយវាបង្កឲ្យមានការលំបាកសម្រាប់ស្ត្រីរបស់យើងនៅក្នុងការមានវត្តមាននៅបាត់មុខ